Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Dạ thưa bác sĩ Thái Hà, vậy thì cách điều trị triệt để tình trạng khô âm đạo là chúng ta nên làm gì ạ? Nguyên nhân chủ yếu như nãy mình nói với Vân, đấy là sự suy giảm cái lượng nội tiết tố nữ trong cái người phụ nữ, nhất là ở cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Thế thì cái mục đích điều trị của mình chính là khôi phục cái nội tiết tố này. Đấy, nhưng mà khôi phục làm sao để cho và an toàn nhất và hiệu quả nhất là chúng ta nên bổ sung cái estrogen bằng cái estrogen thảo dược. Thí dụ như SOG100, nó mà được kết hợp với lại các cái chất, thí dụ như là collagen, thí dụ như là nghệ, thí dụ như là cao củ sắn dây, thì cái hiệu quả của nó sẽ là không chỉ giúp mà cải thiện tận gốc cái tình trạng khô âm đạo, mà nó còn làm cho các cái triệu chứng khác của tiền mãn kinh như bốc hỏa, nóng gắt, từ từ bớt đi.